Rồi, ok, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có một cái loa Bluetooth mà nó rất là rẻ tiền thôi. Nó tầm khoảng 3-40 nghìn. Tiện em đặt một cái đơn hàng cho nên em tiện thì đặt nó về thôi, sẽ đỡ mất tiền ship thôi. Mục đích để xem là không biết nó có cái gì hay ho, thì cái hộp của nó em cũng vứt bốn đi đâu rồi. Thì cái loa này chỉ có một cái loa và một cái dây sạc ngắn ngắn như này thôi. Cái dây này không có chức năng truyền dữ liệu nhé, chỉ có chức năng sạc thôi. Sạc rất là chậm nhưng mà dùng cái loa này thì được. Thì đây các bác có thể thấy này, một cái loa 30-40 nghìn nó như nào, hoàn thiện thì bằng nhựa hết thôi. Cái phần màng loa bằng kim loại trên này mà họ gặt keo cũng chẳng tốt mấy này, cọc kềnh đó. Dùng cổng micro USB cũng khá cũ rồi, công tắc bật nguồn on off thôi. Có khe thẻ nhớ này, USB này. Ở chỗ này thì có cái cần gạt ấy, nó cũng như kiểu một bánh xe nhưng mà gạt nách bài này, lùi bài và ấn vào thì là tạm dừng hoặc chơi nhạc, thì nó rất là đơn giản thế thôi. Đó. Ngoài ra thì có cái đèn chớp chớp nhưng mà không phải đèn RGB đâu, đèn vớ vẩn thôi. Đây, có cái gì đây này? Hồi mấy cái thông số này chắc không quan tâm đâu. Made in Chile. Đây. Rồi, ok. Thì em sẽ test thử cho các bác xem âm thanh nó như thế nào nhé. Em sẽ kết nối nó với con V50. Kết nối nó. Đó. Rồi, kết nối xong rồi. Thì em sẽ cho các bác nghe thử một cái đoạn nhạc xem nó thế nào. Mắc âm lượng này nhé, loa nó phát ra từ đây. Các bác vừa nghe nó phát từ cái loa này, thì em sẽ cho các bác nghe từ nó phát từ cái loa con V50 như thế nào nhé, cũng mắc âm lượng. Rồi, ok các bác. Thì qua hai cái lần phát âm thanh vừa rồi thì các bác có thể thấy là cái con là Bluetooth này nó to hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì âm thanh của nó cũng kiểu như là nó khá là rẻ rẻ ấy. Nó âm thanh, nhất là âm bass của nó không được đầy đặn cho lắm, nó cứ bẹt bẹt kiểu gì. Nói chung là về độ to ấy thì là em thấy là nó to hơn cái con V50 này. Nhưng mà về độ hay ấy thì em thấy là nó có thể là không bằng đâu. Nhưng mà đây là một cái loa 30-40 nghìn, chủ yếu để mà mục đích để làm âm thanh nó to hơn ấy, thì cũng rất là đáng. Chắc chắn nó sẽ to hơn cái con V50, có thể to hơn cả con V60 nữa các bạn. Đây là về cái độ to đấy nhé. Đấy, còn chất lượng hoàn thiện thì nó rất là lởm rồi, các bác không phải nghĩ ngợi. Em sẽ tháo hẳn ra cho các bác biết xem nó thế nào. Cái này nó cũng rất là bé nhỏ thôi. Tiện mang đi trong, bỏ vào ba lô hoặc là cái túi nhỏ nhỏ cũng dễ. Nó chỉ to hơn quả trứng tí thôi. Đấy, em có quả trứng đây này. Đó. Này. Rồi. Em sẽ thử tháo hẳn nó ra xem là linh kiện nó có cái gì nhá. Đây này. Nó có hai con ốc ở đây này. Muốn anh lúc nào mà mất điện hoặc cái gì đấy nó không cần cái âm lượng nó to hơn một chút nữa thì các bác có thể mang nó ra nghịch hay phết. Tuy nhiên thì em thấy này, các bác thấy này, nó không có cái cổng AUX đâu để mà cắm từ cái jack 3.5 vào.
Đây, cái này hoàn toàn chỉ sử dụng cái Bluetooth thôi, chứ cũng khá là hạn chế. Rồi, đây, em thả ra được rồi này. Ôi giời. Ôi giời, rất là đơn giản đấy các bạn. Đây. Đây là cục pin của nó đây. Pin nhỏ tí, cái này miếng đệm này nhá. Đây là cục pin này, pin nhỏ tí tẹo thôi. À, mạch của nó đây. Đó. Đây, mạch nhỏ tí tẹo. Gần như là không có gì, có mỗi con IC dán này đây thôi. Đèn này. Đấy, á. Đèn này một cái đèn LED nhưng mà đổi màu các bạn. Em cứ tưởng nó nhiều LED nhưng mà nó có một cái LED thôi, một cái bóng LED thôi. Cũng hay phết. Đó. Thì trên này là một cái loa, xem có tháo ra được nữa không nhỉ? Xem củ loa nó như thế nào. Loa này chắc phải tháo từ trên này rồi. Tháo đại thôi mà các, cái này nó dán gắn keo đơn giản ấy mà. Đấy. Đó. Rất là đơn giản thôi. Đây các bác có thể thấy cái loa của nó, em thấy nó cái chất chất lượng với củ loa này nó khá là lởm các bạn. Thôi tháo ra nhưng mà nó hơi bị chắc, để kiếm cái gì cứng cứng hơn các bạn. Mà chờ một chút, tháo hẳn cái củ loa xem nó là bao nhiêu. Rồi ok các bác. Đây. Đây là một là cái củ loa của nó đây, rất là đơn giản. À, công suất cũng rất là yếu. Cái này ấy, em nghĩ là nếu như các bác nào có cái loa mà nó tầm tầm của cái đường kính nó bằng cái loa này này, các bác thay vào có thể nghe cái chất lượng thanh nó sẽ hay hơn đấy. Em nghĩ là thế. À, được. Nói chung là em sẽ kiếm một cái nào sẽ kiếm một cái củ loa thay vào đây xem như thế nào. À, ok. Nói chung là cái loa 340.000 thì chúng ta cũng không thể đòi hơn được. Tuy nhiên thì về độ to thì nó cho lượng to hơn đấy, nghe được. Nói chung là sẽ lúc nào cần nó phát âm thanh nó to hơn thì dùng nó cũng khá là được. Ok, chào các bác.